Sáng ngày 16 tháng 3, tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định cho biết, tại vòng xuyến ngã tư Long Vân vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải, khiến 13 người bị thương nhập viện cấp cứu. Trước đó, tối ngày 15 tháng 3, xe tải do Trần Văn Lương, sinh năm 1973, trú tại Canh Hiệp 1, Canh Vinh, Vân Canh, Bình Định, lưu thông trên đường DT-638, hướng đường Long Mỹ, Hùng Vương, thì bất ngờ va chạm với ô tô khách chưa rõ người điều khiển, đang lưu thông theo hướng Phú Tài về bến xe Quy Nhơn. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe tải biến dạng, xe khách lật chắn ngang đường. Nhiều kính xe bị vỡ, nhiều người đã đập kính để giải cứu các hành khách trên xe giường nằm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, trong 13 ca nhập viện cấp cứu, có 2 ca chụp phim bình thường nên đã xuất viện. 6 bệnh nhân bị chấn thương đầu đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh, 5 ca bị gãy xương nhẹ vào khoa ngoại chấn thương. Sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, ban đầu cơ quan chức năng xác định xe tải đã tông ô tô khách từ phía sau dẫn đến lật. Qua kiểm tra, không có lái xe nào vi phạm nồng độ cồn tại thời điểm xảy ra tai nạn. Nhiều năm qua, hàng ngàn cư dân ở chung cư Eratown Đức Khải, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng cầu cứu và khiếu kiện vì cho rằng chủ đầu tư là công ty cổ phần Đức Khải chiếm giữ quỹ bảo trì, chậm trả sổ hồng và trì hoãn tổ chức hội nghị nhà chung cư, đặc biệt khi cư dân đấu tranh đòi quyền lợi của mình thì bị đe dọa khủng bố tinh thần, thậm chí bị hành hung. Bức xúc của cư dân chung cư Eratown Đức Khải được đẩy lên cao khi ban quản lý tự ý nâng phí quản lý và cắt nước của những hộ dân không đóng phí quản lý do phản đối việc tăng phí không hợp lý. Liên quan đến các vấn đề tại chung cư Eratown Đức Khải, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 7 cho biết đã giao phòng quản lý đô thị quận xác minh các thông tin cư dân phản ánh để có bước xử lý tiếp theo. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ, quận 7 cũng đã yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý chung cư và những người có liên quan báo cáo cụ thể việc cư dân bị côn đồ hành hung, bị cắt điện, cắt nước, treo băng rôn tại chung cư để xác minh xử lý. Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo công an phường tăng cường giám sát, nắm tình hình cụ thể, phối hợp lực lượng an ninh quận đảm bảo tình hình an ninh trật tự, thông tin cho cư dân biết về tiến độ giải quyết tin báo tố giác của người dân và biện pháp xử lý trong thời gian tới. Sáng ngày 16 tháng 3, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình về khảo sát kết quả triển khai thực hiện nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp. Theo nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, do trên địa bàn quận Tân Bình không có khu công nghiệp nên không có cơ sở giáo dục mầm non dân lập tư thục và giáo viên thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách. Riêng với chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, đến tháng 3 năm 2023 có 30 trường hợp đã nộp hồ sơ. Hiện nay, Phòng Giáo dục Đào tạo đã tổng hợp và chuyển Phòng Kế hoạch Tài chính thẩm định. Sau khi nghe báo cáo của địa phương, ông Cao Thanh Bình, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hiện đang tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau giữa các địa phương trong triển khai chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được thụ hưởng. Cụ thể, trên địa bàn các quận như 1, 3, 6, Gò Vấp cũng không có khu công nghiệp trú đóng trên địa bàn, nhưng vẫn có hồ sơ giáo viên nộp để nhận chế độ hỗ trợ. Trong khi đó, quận Tân Bình không có trường hợp nào giáo viên nộp hồ sơ. Bên cạnh đó, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trước mắt chính sách hỗ trợ áp dụng cho học sinh có cha mẹ đang làm việc tại các khu công nghiệp trú đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Khối ngoại là động lực quan trọng trong sự phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 1 và 2, tuần đầu tháng 2 năm 2023. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1 năm 2023 đạt trên 34.344 tỷ đồng, chiếm hơn 10,2% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Từ đầu tuần đến nay, khối ngoại vẫn mua ròng liên tục với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng một phiên, không chỉ góp phần khiến chỉ số tăng điểm mà thanh khoản toàn thị trường cũng đã tăng lên mức 10.000 đến 12.000 tỷ đồng một phiên, tăng 13,4% so với tuần trước. Sự khởi sắc trở lại của thị trường chứng khoán Việt Nam được nhận định do có nhiều thông tin tích cực.
Ngoài thông tin chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2023 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giúp ổn định tâm lý và thu hút dòng tiền quay trở lại thị trường, còn có thông tin hàng ngàn tỷ đồng từ khối ngoại sẽ được giải ngân trong 1 đến 2 tuần tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên Xuân Phong nghiên cứu đề xuất mẫu thiết kế, phương án tài chính, cách thức vận hành, quản lý để đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng khu vực trung tâm thành phố theo hướng hiện đại, đảm bảo yêu cầu về tiện ích, mỹ quan đô thị, thân thiện môi trường. Trong đó lưu ý mẫu thiết kế nhà vệ sinh công cộng có đề xuất phương thức kết hợp trong quản lý khai thác nhằm tạo nguồn thu, tạo sinh kế cho người lao động. Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân qua đời vào rạng sáng ngày 16 tháng 3 tại bệnh viện sau thời gian điều trị ung thư trực tràng. Lễ tang của nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân diễn ra tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kỷ yếu Hội Điện ảnh Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân tên thật là Nguyễn Thụy Vân, sinh năm 1940, quê xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Tốt nghiệp năm 1962, bà về công tác tại hãng phim truyện Việt Nam. Năm 1978, bà chuyển vào hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà là diễn viên chính trong các phim đình đám của điện ảnh cách mạng như Nội Gió, Rừng Xà Nu, Xa và Gần, đoạt giải diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 7 năm 1985. Bà làm phim Cơn Lốc Đen với chức danh đạo diễn chính và nhận được giải đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 năm 1988. Bà được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2019. Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng ngày 16 tháng 3 đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía đông nước này vài giờ trước khi các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau để thảo luận về các động thái của Bình Nhưỡng và các thách thức chung khác. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã đưa ra thông báo trên, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã xác nhận về vụ phóng tên lửa này. Theo kế hoạch, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng ngày sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Tokyo, nơi các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên dự kiến sẽ là nội dung chính trong chương trình nghị sự.